rồi, ý là những người mà mập ăn uống này không có bị ngại cái miệng. Nữ thanh niên đi Côn Đảo lần thứ tư, thứ năm rồi mà không biết mua vé ở đâu. Mà cố gắng xếp đá, càng cao càng thành công. Cố lên, cũng bị rổ rồi. Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ hai bụng mở có mặt ở Côn Đảo. Thì sáng mình dậy, mình ăn buffet tại khách sạn luôn. Rồi giờ trưa đó bụng mà mình thấy điêu tình đi ngang qua, mình thấy một cái quán khá là dễ thương, mọi người thấy không? Màu hồng hồng. Đó, một chiếc quán ngay tại Côn Đảo luôn. Mới tanh luôn. Đó là tên là Hiền Nhi nha mọi người. Có nhận đặt cơm đoàn, rồi sinh tố, nước ép, bún miếng, bánh đa, hải sản, tôm ghẹ, bò, cá thu. Đó, quán rất là dễ thương luôn. Đó, nên hôm mình sẽ chọn ăn trưa ở đây luôn nha cả nhà. Đó, quán rộng rãi. Điểm đặc biệt đây em thấy nè, không? Quanh nguyên cái sự tích của chị Sáu luôn. Bản đồ Côn Đảo nè, thấy không? Nguyên cái câu chuyện của cô Võ Thị Sáu. Hồi xưa giờ mình học á, mình hay gọi là chị, mình quen. Rồi quanh đây nè, nó có những cái địa điểm viếng luôn, cũng hay. Cái quán làm đúng là thiệt, quán du lịch. Mình vô đây là mình biết được luôn, những cái điểm nên ghé. Đó, là đồ cúng. Rồi miếu cầu cải, nghĩa trang Hàng Dương. Rồi cầu ma Thiên Lãnh, miếu thổ thần. Nghĩa trang Hàng Keo. Bảo tàng Côn Đảo, cầu Tàu. Hôm nay có nè. Bún bò tập tạ nè. Bún ghẹ Côn Đảo nè. Bún mực ôm trứng nè. Bún hải sản Hiền Nhi nè. Bún tôm tích nè. Bún cá thu Côn Đảo nè. Bún tôm đen bơi nè. Bánh đa nè. Đâu? À, tô bún Hiền Nhi ha chị, ha anh. Bún Hiền Nhi. Em quay trở lại. Có gì? Cua. 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 Tôm. Thịt. Quậy lên. Tôm tích. Mực. Mặc dù là cái nước chấm là giống của Côn Đảo nhưng mà đây là nước lèo, giống Phú Quốc. Nhưng mà mọi người sẽ thấy là ở đây là nó sẽ nước lèo là được nấu đàng hoàng đúng không anh? Chứ không phải là nước trụng bún. Anh cho em với rau trụng thôi. Đó. Mật nè. Trụng rồi đó bạn. Tô này là nhiêu tiền? 79.000. Cũng được ha. Thôi. Để lần sau rút kinh nghiệm đổi qua miếng. Đổi qua miếng à. Thôi giờ kêu thêm tô miếng. Dạ. À, cho em thêm tô miếng. Dạ. Miếng không hay là miếng dầu? Rồi anh. Anh ta kêu, anh kêu hả? Kêu thêm tô miếng để quay cho đủ chứ. Có gì? Ui, tôm tích. Tôm tích 5 con, 4 con. 4 con tôm tích hả? Rồi tôm băm. Có tôm băm không? Có luôn. Hai trứng cút. Hai trứng cút, thịt bằm, thịt bò. Cua nữa. Quá đã lắm, nói chung là những cái tô là thấy chất lượng cao rồi đúng không? Mấy bạn thích nêm thêm thì nêm thêm đúng không? Nhưng mà này là vừa ăn rồi đúng không? Nó ngọt rồi đúng không? Ừ, đúng rồi. Nên mình không cần nêm đâu. Cái gì mà đặc biệt là ra sao hết. Đó, này có chả cá nè. Đó, có thịt ghẹ. Không có nêm miếng nhỏ. Có cá. Đây, sợi miếng rồi mọi người. Đó, bụng mỏi thì chọn ăn miếng. Nói chung nhìn cũng khá là hấp dẫn nha. Nó cho miếng giá vô nha mọi người. Em sẽ nói, bạn rất vui khi gặp chỗ này. Thuê xe 150, về khách sạn lấy đá. Thuê xe 120. 130. Này là gì, bò hả vậy? Quá trời hải sản luôn. Ngon quá. Món này là cá thu hả? Cá thu. Cá thu chuyện hả? Bún quậy hay hề đồ ăn. Món này gọi là món gì? Này có bún Hiền Nhi. Bún Hiền Nhi, bún nhập cảnh. Mà phải là bún quậy không? Này có nấu nước lèo mà. Còn kia đổ nó đổ gì thôi. Mà ngon. Cái này ăn thôi hợp lý đúng không? Cái vị của nó biết không? Nó mặn của màu của mình của đồ biển á. Rồi cả nhà, bên đây là bụng mở thấy có quán ăn Hiền Nhi, đồ ăn ngon thiệt. Rồi, ngoài ra thì
Bên đây có cũng có Hiền Nhi luôn, nhưng mà là đồ cúng nha mọi người. À, đây là một gia thế của bà Hiền Nhi. Một bà nào tên là Hiền Nhi rất là hoành tráng. Thì ở đây mình bảo thấy rồi, có bán đồ cúng luôn nè. Đồ cúng cho các chiến sĩ, cúng cô Sáu, rồi cúng nói chung là bạn đi lễ đâu đồ lễ á là có hết. À đây, hàng cha là hai cái là một cái màu vàng, một cái màu hồng. Dễ thương. Đó, mọi người thấy không? Đẹp không? Có dịp mọi người ra Hiền Nhi để mua đồ lễ nha. Mở thấy cũng khá là ok. Có đầy đủ, có trái lê kima luôn nè. Đó, nước là đẹp luôn nha mọi người. Quá trời luôn. Có gương nè, lược nè, các kiểu. Đầy đủ hết. Đây là đồ cúng Hiền Nhi. Rồi, hello mọi người. Mở đây có mặt ở một cái cung đường mà gọi phải nói là đẹp nhất của Côn Đảo theo Bùng Mở nha. Đó, cái cung đường này đẹp xuất sắc luôn. Một bên là núi nè mọi người, trùng trùng điệp điệp, một bên là biển. Ở đây là mọi người, Mở thấy mọi người hay dừng lại tắm biển. Giờ Bùng Mở sẽ đi xuống nha. Chà, đi công cẩn thận té luôn, cái đường nó dốc lắm. Dâu rồi em. Em xếp đá. Xếp đá làm cái gì? Em thấy người ta xếp, em bắt trước xếp theo hả? Quá trời đá luôn. Đá này đá gọi là gì phải không? Gọi là đá thành công. Xếp càng cao là càng thành công nhiều. Thiệt nè, thấy người ta xếp quá trời không? Đó. Cái gì? Em xếp cao không được đâu. Em nhìn vậy thôi chứ nó khó lắm. Đó, xếp xíu xíu em té giờ. Em phải đi kiếm. Rồi. Té té té. Đó, đá này cao nè, cầm này cao nè. Rồi đó, ra xếp lại thấy không? Coi vậy chứ nó cực lắm chứ phải đơn giản như em nghĩ đâu. Mày cố gắng xếp đá. Càng cao càng thành công. Cố lên, cũng bị rổ rồi. Mọi người thấy không? Vào bãi cát Bùng Mở sẽ ra nghịch biển thôi. Phải ướt cái đôi dép mình nói chịu. Mà không có mang đồ tắm nhưng mình phải bước ra để mình ướt đôi dép. Đó, này quá trời thợ thẩm thiệt luôn. Này có một cái bãi đá nè. Bãi đá này Mở nghĩ chắc nó sẽ có hào quá. Và mát quá. Đây là lần đầu tiên Bùng Mở đụng được biển, nước biển ở Côn Đảo quá. Lần đầu tiên Bùng Mở đụng được biển Côn Đảo luôn, mấy lần trước ra là toàn sao ta chơi không à, ăn uống mà mát quá. Đó, sợ ghê không. Cũng đã đến lúc nghẹn ngào nói lời chào đến mối tình đầu, một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết. Em như bông hoa mặt trời có nụ cười đốt cháy lòng người, có lẽ em là thanh xuân của tôi. Bùng Mở với Phương Oanh sẽ đi tham quan trại giam ở ngoài Côn Đảo. Anh trai cho em hỏi mình mua vé đâu anh trai? Hay là mua ở đây cũng được đúng không anh? Mua online. Nữ thanh niên đi Côn Đảo lần thứ tư, thứ năm rồi mà không biết mua vé ở đâu. Mua ở đây đâu, giờ sao nữa? Đây đợi xíu. Chết tiền trả tiền chứ. Ở đây là chuồng cọp Pháp. Mọi người có thể tự quét để mình được đọc. Thôi đi theo đàn đi, có người hướng dẫn. Đấy. Có người kể chuyện chứ mình đi mình đâu biết ai kể chuyện. Nhà báo đôi lúc mới nói rằng là theo tôi được biết thì ta đang trồng ở dưới. Người Việt Nam có ông gọi là Đô Lan chứ không phải Đông Môn. Nó có cụ ăn được. Để chứng minh lời nói của mình nó cúi xuống ngắt một ngọn rau. Thì đang đứng ở vị trí đó chỉ là ngắt chung luống rau với chồng và nó bật luôn cả gốc vì trước kịp bán rễ. Ngoan. Mình tự đi dưới đây. Ở đây thì có mình ngậm và những chiến sĩ, những người bị tạm giam ở đây sẽ bị cầm chân bằng cái cây sắt rồi ha. Đó là tượng sáp để lại mọi người. Đó. Nhỏ xíu một cái buồng nhà sẽ là
sẽ bị giam hai người như vậy. Trời ơi, như trong phim luôn. Nó sẽ ở trên rồi nè, đó rồi. Cái người đi cai ngục họ sẽ nhìn từ trên nhìn xuống, giống y khu trong phim, mở coi luôn á. Chào buổi tối cả nhà mình yêu, giờ là 8 giờ, bụng mỡ phải đi ăn. Và bụng mỡ thấy cái quán này là một trong những cái quán mà bán hải sản chắc đông nhất ở Côn Đảo quá. Quán Kê Bàn nha, hải sản là chân, sò vuông, sò mai, ốc. Ốc này ốc gì? Là sao? Ốc chết là nhiêu? Ốc mỡ gì vậy? 300. 700. Còn ốc sống? 600. Bốn con đi, cho ảnh khen mật ngon nè, anh chơi chủ quán nè. Đó. Đó. Mật đang bơi luôn. Cái đó là cái gì? Ốc hương hả? Ốc hương thì bơ tỏi chấm đi. Đây là món này dễ làm nhất cho cả nhà. Lấy xào huyết tươi xong rồi bỏ nước sôi thiệt sôi vô thôi. Cho miếng rau thơm nè, nước sôi chứ không có nấu gì đâu. Đó là sò huyết la cốt, đơn giản lắm á. Sao thấy hay vậy? Mà sò huyết này nó bự nè, mọi thấy nè, sò huyết bự thiệt. Sao biết? Rồi, tôi. Rồi. Rồi. Tôi nữa ngon. Rồi, cũng bự. Món này cũng quyển kêu mà. Rủi ngon quá rồi, rủi nó ngon quá. Chụp gần vô luôn. À. Còn này là rong nho. Rong nho salad như mayonnaise vậy mọi người. Cái giỏ nặng luôn. Ba kêu là bài thuốc á. Ngon quá. Ăn đi rất mà ngon rồi. Có dùng giật không? Hồi xưa này mắc ăn bổ. Hồi xưa lúc mới vừa không? Cái gọi là không ngon, ngon nghe tính thực sự không? Chút thêm không? Núi, ốc thì nó ở trên đường, trên núi. Núi. Cái giỏ, con ốc này cái này giỏ quá không cũng nóng lắm rồi. Con này ăn sao em? Trời ơi, nó nóng lắm rồi ơi. Mày khui đó hả? Đây cả nhà, cẩn vô nè. Cẩn vô. Đây. Ốc mày ốc núi nè, leo núi nè. Bắt trên núi nó xuống rồi. Trời ơi. Ôi, bụng mỡ người ta ăn, người ta thích, không thích ăn cái bụng, thôi à, thích ăn cái bụng. Thơm. Thơm cái bụng. Cái bụng thơm ha. Đây là ốc hương xào bơ tỏi. Ốc tươi không? Tươi. Sốt làm đậm vị mà. À, con này cũng đâu bự lắm đâu. 300 ngàn ký. Ừ. Còn bơ tỏi này làm ngon. Cái chén không em. Ê da. Có tôm. Có mực. Mật con lửa mà thấy mật là ổng bự luôn nha, không phải mật nhỏ không. Tấm miếng mì ngon, cái bánh này vừa cái ngon. Nhâm để trang cái nước mắm vô
mà này dâm trứng, mà con này nó khá là to à. Mấy con nhỏ nhỏ ăn nó nhanh, nó ngon hơn, còn bự quá. Bự mới đã chứ, bự mới mất tiền chứ. Nào béo không? Béo. Giống ba tê. Ờ. Mắt mà. Rồi cái nhà mình đi hết nguyên cái vùng đảo luôn thì mới thấy được có quán cà phê này ha. Nhưng mà giờ là 9 giờ rồi mà 9 giờ đóng cửa. Rồi nước ra rồi nha. Đây. Nước. Ở đây là bán được cái giờ đó. Em uống gì bạn? Xin tối Việt Quốc. À, đây mình uống xin tối dừa nha mọi người. Về Côn Đảo là phải uống dừa. Ở đây là đi nước 60 nghìn. Về Côn Đảo là phải uống dừa. Em thử test cho. Uống gì? Đây là ly Việt Quốc. Ủa hai đứa uống chung chưa? À nhỏ này sinh tố Việt Quốc, còn nhỏ này là soda Việt Quốc. Việt Quốc là trái gì ta còn không biết nữa. Ủa chứ Việt Quốc là trái đen đen, lẹ chú lét á. Giống trái gì ở Việt Nam. Trái này đâu hay có Việt Nam. Làm không? Ly này 60 nghìn cũng ok. Ủa sao này không có nước? Đây cắt của tôi kìa. Đây cắt cái xoài kìa. Gì sặc dữ vậy? Ngon không? Dở hả? Cái này là kem dừa. Làm mức vào nhân 2 không? Ngon. Không, để bằng nhân 2 ngon hơn. Kem dừa bằng nước, xin tối dừa bằng nhân 2 ngon hơn. Uống này ít thở là được nè. Nói dừa ít thở gì dành cho mấy người béo ăn không cho mập. Không gian 9 điểm. Nước 7 điểm rưỡi. Em cho 6 điểm. Cho miếng rồi. Cho miếng rồi. 6 điểm. Cho miếng kêu gì phúc bụng tử hả? Thì như nguyên ngon lên này. Nó không béo. Nó làm ngon lẫn. Mà ý là những người mà mập ăn uống này không có bị ngại cái miệng. Nó vừa tới không? Vừa tới thơm cái rồi nhìn. Thường sinh tốt vừa ta là vừa tới thơm xong rồi béo. Đúng không? Xong rồi ngần. Cái này vừa tới thơm thôi chưa tới béo. Nhưng mà do không như một mỡ. Vẫn thích cái hương vị này. Ai nói gì kệ ai. Vẫn thích cái hương vị này.